cả nhà mình. Bây giờ là 11:32. Cả nhà mình biết đang ở đâu không? Đoán đi, mình đang ở đâu? Đang ở phi trường Tân Sơn Nhất. Hôm nay mình đi đón Việt Kiều về ăn Tết nha cả nhà. Đây là cọc ra của Việt Kiều. À, tối rồi 11 giờ mấy rồi mà còn đông quá nghe cả nhà, đông quá trời luôn. Thì chuyến bay của mấy anh em mình bên kia về là 833, về từ Tokyo 12:15 mới tới, nhờ trừ thì chưa tới. Thì cả nhà mình khi nào đi đón thân nhân thì nhớ đứng trước cái cọc này thì có cái bạn này là chuyến đế nè. À, thì nhớ là số chuyến bay của gia đình mình đi là số chuyến bay nào, hạng nào, số chuyến bay, giờ đến. Nếu như có gì thay đổi thì người ta sẽ hiện ra cái giờ thay đổi, bị delay hay là về sớm hay gì đó. Máy bay của gia đình mình cũng chưa đáp. Thì đây là cái cổng ra nè, lát này gia đình ra thì mình quay lại. Thì mình đi qua bên này, mình bên tay phải nha, cái cọc này thì bên tay phải nó sẽ có một cái đi lên lầu nha cả nhà. Nửa đêm rồi mà đông quá trời rồi cả nhà mình. Thì hôm nay là Tết, gần Tết rồi, bữa này là mười mấy Tết, cho nên phi trường rất là đông, người ta về ăn Tết rất thân nhân. Mình cũng hay đi chuyến đêm nhưng mà ngày thường thì không đông như thế này cả nhà. Này thân nhân người ta đi đón mấy người mà Tết thường là thân nhân lâu mới về, thành người ta đi đón đông. Còn mà nếu như bình thường thì mấy người có tới khuya mà hay đi qua không ai đi đón. Mình đi lên lầu nha, mình đi lên lầu. Lên trên này thì sẽ có cái kính để mình ngồi mình nhìn được thân nhân đi ra. Mình đi lên trên lầu nha cả nhà, thì nó có cái khung kính nhìn xuống, thì dưới đó là cái đường truyền của hàng đến này. Cái cầu thang đó là sau khi qua hải quan đi xuống, nó có hai cái cầu thang bên này và bên kia, bên xa kia nữa. Thì mình đứng đây mình sẽ thấy được thân nhân mình đợi lấy hành lý. Thì khi mà mình đi đón thân nhân, mình thấy rằng chuyến bay đến rồi thì mình lên đây. Lên đây thì mình có thể thấy được thân nhân mình xuống để đợi hàng cả nhà. Đây là cái lầu. Đây này là, còn ở dưới kia là cái cổng ra. Nếu như thấy được thân nhân mình thì mình vui hơn, rồi đi ra là mình đi xuống mình đón. Đêm để em đi đón gì? Nhà mình gồm 3 người đi đón với chiếc xe 16 chỗ, đi đón phái đoàn 7 người từ Canada về quá cảnh ở Nhật rồi bay về Việt Nam. Dự kiến là 12 giờ đêm nay sẽ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Phải mất rất nhiều thời gian để nhập cảnh, để lấy hành lý. Mà nhất là trong dịp Tết này, cả nhà kiều bào về ăn Tết rất là đông. Cho nên là phi trường lúc nào từ trong ra ngoài lúc nào cũng có người và đông đúc hết á. Cuối cùng thì họ cũng ra khỏi máy bay rồi cả nhà. Bây giờ là 2:30. Tuy là đợi hơi lâu nhưng mà được gặp mọi người sau bao năm xa cách thì cảm thấy rất là phấn khởi. Thấy mọi người ai cũng khỏe mạnh và bình an thì đó là niềm hạnh phúc rất là lớn. Nên là ngủ trễ một chút cũng đâu có sao. Cả nhà 7 người về cho nên là hành lý rất là nhiều, rất là lộn xộn. Gặp gỡ mọi người thân cũng muốn chào, cũng muốn ôm, nói rất là nhiều. Nhưng mà đông quá, lộn xộn lắm, bảo vệ họ đuổi, họ không có cho đứng lại đó. Phải đi ra ngoài tập hợp lại mới có thể nói chuyện được vài câu luôn á. Rồi đợi xe,
xe sẽ đưa mọi người về chỗ ở của mỗi người. Ok, cả nhà, bây giờ chúng mình đi về nhà thôi. Đêm nay ngủ hơi bị trễ. Bye bye và cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Nhớ like và ủng hộ kênh bằng cách là nhấn đăng ký để xem những video tiếp theo của tụi mình nha.